Khoan hãy nói đến thành tích của các vận động viên là niềm tự hào của các kỳ si game mà xin nói đến những người mẹ người cha đã tận tụy tạo niềm đam mê thể thao cho con để chinh phục những đỉnh cao trên đấu trường quốc tế. Ông bà Trương Đình Đế và Trần Thị Kim Tân cho biết, cách đây 20 năm cũng như các hộ gia đình nông dân trong vùng, việc lo cho con đủ ăn đủ mặc đã khó và điều kiện cho con theo học thể thao thì càng khó hơn. Nhưng rồi ông bà luôn tôn trọng ý muốn của con, dẫu biết rằng cho con theo đuổi năng khiếu thể thao thì phải hy sinh rất nhiều. Ông bà đồng ý cho con xa nhà, đến nơi có điều kiện để học boxing, môn học đòi hỏi phải có người dẫn dắt một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cậu con trai Trương Đình Hoàng đã khăn gói ra thành phố Bù Mò Thuật, phải xa nhà khi mới là học sinh lớp 9. Khỏi phải nói đến chuyện nhớ con, cùng những lo lắng của người mẹ khi con còn nhỏ. Thế nhưng cùng với sự trợ giúp của thầy cô, gia đình và xã hội, Trương Đình Hoàng đã liên tục phát triển và đạt nhiều huy chương tại các cuộc thi thể thao mà Hoàng tham dự, từ trong tỉnh đến trong nước, khu vực. Và mới đây, Trương Đình Hoàng đã trở thành nhà vô địch hạng siêu trung bốc sinh của châu Á. Ban đầu mà Hoàng đi theo cái, cái nghiệp này là chính tôi, không đồng ý nữa kia chẳng phải là, là, bây giờ mà thấy như vậy mà nói là cho đúng mà trước đây không đồng ý và tự nghĩ là trong nhà mà con trai mà người ta cứ nói là con cho học, học nghề nghiệp đàng hoàng mà không cho mà người theo ba nghề mà đậm đậm này nọ thế người ta đường thì có nhiều cái tai ương đó, nó nó dẫn đến cho nên cũng cử lo nhưng mà nghĩ cái đó là cái bản tính của nó cái cái mẫu mé của nó là thích thể dục thể thao như vậy thì không thể nào mà từ chối được sao là phải nghe theo lời nó thôi mỗi lần con thi đấu không có dám coi cứ mỗi lần là né tới chừng nào hết trận đấu mà nghe là mới, mới mới coi lại thôi tai nạn rồi nó xảy ra mình cũng sợ cũng lo như vậy đó thì nó đóng qua đánh lại mình cũng sợ bây giờ đó nó có gia đình nó ở riêng rồi nó làm nhưng mà tâm cho nó nó sự nghiệp của nó ổn định nó, nó phát triển bây giờ nó mở phòng tập nhưng mà trong cho nó nó phát triển mạnh Trương Đình Hoàng cho biết, cha mẹ anh đều làm nông và bản thân nếu không được cha mẹ cho đi học để phát triển năng khiếu thể thao sớm thì anh chẳng có được hôm nay. Là một võ sĩ bốc sinh với những cú đấm nặng ký trên sàn đấu, nhưng cuộc sống hàng ngày thì rất khác. Anh luôn nói đến gia đình với sự trân quý hơn cả những tấm huy chương. Vợ anh chị Đỗ Thị Thảo, cựu vận động viên đội tuyển Điền Kinh Việt Nam, người được mệnh danh là nữ hoàng tốc độ vì từng đạt nhiều huy chương vàng ở các kỳ SEA Games, đôi vợ chồng trẻ Trương Đình Hoàng và Đỗ Thị Thảo mở phòng tập thể thao tại thành phố Bù ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc. Họ dồn rất nhiều tâm huyết cho phòng tập với hy vọng sẽ truyền cảm hứng thể thao cho các thế hệ sau này, cùng mong muốn boxing Việt Nam ngày càng phát triển. Hiện tại thì vợ mình sau khi mà uh, SEA Games 2015 khi được chương vàng thì uh, quay về lập gia đình và đứng phía sau mình để hỗ trợ mình cái công việc là à, coi quản lý phòng tập và nuôi dạy con cái và hỗ trợ bố mẹ những cái công việc mà gia đình thì vợ là một người nói chung là hậu hậu phương vững chắc để cho mình có thể mà yên tâm để xây dựng sự nghiệp tiếp theo. Không phải ngẫu nhiên mà người ta ví gia đình như tế bào của xã hội. Con người khi sinh ra và lớn lên đều cần có một mái ấm một chỗ dựa điểm tựa vững chắc của con trẻ không đâu khác chính là cha mẹ để có thể phát triển toàn diện con trẻ luôn cần được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi cả cha lẫn mẹ rõ ràng sự thành công trên con đường thể thao chuyên nghiệp của trương đình hoàng có vai trò lớn từ cha mẹ và người vợ hôm nay nữ hoàng điền kinh việt nam chị đỗ thị thảo cũng vừa từ giã đường đua khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và lui về bên cạnh chồng đảm nhiệm thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm hậu cung vững vàng cho ông hoàng, bốc sinh Việt Nam tiếp tục phát triển, cùng trách nhiệm dìu dắt các thế hệ mai sau. Thực tế đã chứng minh, sự hy sinh nào của người mẹ, người vợ cho chồng cho con, dù lớn dù nhỏ, đều được đền đáp xứng đáng. Có chăng là sự đền đáp ấy đến sớm hay muộn mà thôi.